Mình xin chào toàn thể quý khán giả. Chào mừng tất cả các bác cô chú đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Ngọc Tính. Hôm nay thì Tính đã có mặt ở trên thôn bảng đâu nhỉ? Ở đây là thuộc ở trong Can Chu Phi. Thôn bảng đây là thuộc trong Xà Xìn Lủng các bác. Thì hôm nay là Tính đang vào trong gia đình em dợ, chính là gia đình A Xính, và lấy ba vợ các bác. Hôm nay là Tính đang mang một cái xúc quà của chú Hoàn ở quận 4 gửi cho gia đình, trị giá là 500.000 đồng. Thì sáng nay Tính lên là có mua được một bao gạo và 10 gói phở, thêm đó là một chai dầu ăn và hai gói bánh kẹo. Sáng nay thì số tiền đấy thì Tính cũng nghĩ để mua mì tô, nhưng mà bên đấy lại không có mì tô để bán đấy, họ bán lẻ thôi. Thì Tính nghĩ là sẽ mua phở nó sẽ tốt hơn, bởi vì bà con trên này là họ rất là thích ăn phở các bác, mì tô thì cũng ít. Đấy, thì Tính sẽ mua phở về cho gia đình, 10 gói thì Tính ra trông đấy rất nhiều luôn, cả một nửa bao tải luôn các bác ạ. Và bây giờ thì Tính sẽ bắt đầu lên trên. Hôm nay không biết là gia đình có ở nhà hay không ạ. Thì đầu tiên là Tính phải vắt luôn đi, để tí nếu mà mọi người lên thì sẽ giúp Tính vắt một tí. Đấy. Ở cái bao màu trắng này cũng nặng đấy. Đủ cho Tính đi luôn ạ. Đi đường này sẽ gần hơn các bác ạ. Còn nếu mà qua ở trong kia vào thì nó sẽ có một cái đoạn đường nó sẽ dễ dài hơn. Đấy. Không biết bảo một đứa em nhỏ đi gọi, nhưng mà không biết có lên hay không ạ. Chứ phải qua từ trên đằng sau của các bác nhà đi trên. Hồi trước thì mình đã từng vào một lần ở trong quãng đường này rồi. Đấy. Vác nó cùng cái quá. Phải qua ở chỗ này đi sao, tính đó là như vậy. Không biết hôm nay Tính vào là có gặp được A Xính không. Thường là đi bãi chim thôi, ít khi về nhà đó quý vị. Đường trên nó lên dốc quá. Đi đường dữ này. Ôi, cầm cầm luôn, không sao. Hôm đấy bảo một đứa nhỏ đi gọi, nhưng mà không biết có lên hay không ạ. Đấy, phải qua từ những cái cánh cửa của các cô bác đi. Ở trong này nó 10 gói phở cho một chai dầu ăn thôi, nhưng mà hấn nạn. Đấy, trên này thì hơn lên dốc một tí. Bây giờ là phải tiếp tục lên nữa. Trên này quý vị. Ôi dồi ôi. Ôi, sắp đến rồi. Ở bên kia thôi. Bây giờ thì Tính không đi quá. Đang nghe, đang ở trong này thì nghe được thấy cái tiếng chim đã hót ạ. Bao này với bao gạo nặng như nhau luôn. Ở trong này Tính thì phải giơ tầm 40 mấy ký. Ở trên này thì các bác cũng đã bắt đầu thu mua rất là đông. Sắp đến rồi quý vị. Ở tích kia. Không biết con này có ở nhà không ạ. Bây giờ là Tính để bất ngờ luôn. Đường đi thì cho nước chạy đi, nhìn rất bẩn luôn. Nghỉ đây ạ. Tí phải nghỉ một tí ở đây đó. Mệt quá quý vị. Trong này là có các cháu này. Mặc áo vào nhá các con nhá. Để mù trên ra cho. Đấy. Ôi giời. Đấy, lại gạt lại ra đi. Tính đang thấy ở trong nhà là chú đã có mặt ở trong nhà ấy. Hôm nay thật chẳng thấy con chim nào nữa. Có một hai con.
Chào cả nhà nhé. Mới đi thu ngô về này. Ở trong này tính đoán là đang là ngô. Hôm nay em lên đây nữa. Trồng là kia. Thế là vừa mới lên hay là lên được mấy ngày rồi? Hôm qua lên rồi. Hôm qua lên rồi. Thế là lên giúp bố mẹ thu ngô đúng không? Đấy, các bác thương mến, rất là vinh dự hôm nay tiến vào thì gia đình mới có mặt ở trong nhà. Nhưng mà giờ là có đi thu ngô đấy không? Có. Có á? Thế là gặp gặp bất ngờ quá. Thật sự là để lên đây á thì tính sợ lúc nhiều khi mình vào là các bác lại đi thu ngô rồi, không có mặt ở trong nhà hơi khó. Nhưng mà sau khi tính vào là đã có mặt ở trong nhà cho nên là tính rất là vinh dự, rất là mừng. Hay bây giờ chú dậy nào. Chú hình như là vừa đi bể ngô về xong là mệt đúng không? Đây là bên kia là chồng. Các con ở đây đông quá. Đấy, con của vợ kia nhìn rất đẹp trai, dễ thương quá quý vị. Hay bây giờ là gia đình vào bên ngoài này đi. Về bên ngoài xong là mặc đồ vào trong nhà. Hiện tại tính vào đến đây là thời gian đang rất là sáng sớm. Vừa mới 8 giờ thôi các bác ạ. Đấy thì tính đã có mặt ở trong này rồi. Sau một ngày hôm qua và hôm nay tính thật sự là quay video rất là ít. Nói chung là không giống như mọi ngày là một ngày hai cái. Nhưng mà do cái công việc của Ngọc Tính đang đi giúp một hộ gia đình nào đó rồi cho nên là Tính không có thời gian để chia sẻ video, thì các bác cô chú anh chị thân mến thông cảm cho channel của Ngọc Tính ạ. Thì bây giờ là gia đình đang bắt đầu để xếp ngô này, có thể là đang làm những công việc ở trong gia đình. Tính đó là hôm nay gia đình thu ngô ấy, cho nên là mới ở nhà thôi. Còn nếu mà không thu ngô thì tính đoán là sẽ đi bái chin. Đấy. Đấy, vào trong này nào. Đang nghỉ quá, đang mệt quá, phải nghỉ một chút xíu các bác. Đấy. Đây là vợ. Có một vợ là đang đi vào nhà giữa con trai thứ nhất. Và hôm vừa rồi Tính đã từng chia sẻ một cái video á. Đấy. Dạ đâu à? Không biết đi đâu à? À trên này. Dạ đây. Dạo này mặt đẹp đấy. Hả? Quay mà vào đây khán giả nào. Đấy, vào đây anh bảo này. Hôm nay mặt đẹp quá. Hôm nay thì xinh gái đấy. Ôi dồi ôi. Các bác để mà mặc những cái trang phục của người Kinh nhìn vào giống như người Kinh. Đấy. Quà là Tính đã để ở bên kia. Bởi vì là lúc đấy bác mệt quá. Bây giờ là Tính sẽ chia sẻ cho gia đình để gia đình biết số quà hôm nay là của ai thôi. Đấy. Bây giờ là Tính sẽ bắt đầu đợi dặn lên nữa là sẽ công khai số quà. Quý vị thân mến, bây giờ là Tính sẽ xin phép để đọc qua cái số hóa đơn hôm nay mua quà cho gia đình. Ở đây thì chắc có dặn biết nghe tiếng phổ thông đúng không? Không. À, trời ơi, vừa đang nói tiếng phổ thông ấy. Không biết nói. Không biết nói à? Nói ít thôi đúng không? Bây giờ là anh sẽ đọc qua cái số hóa đơn hôm nay mua quà cho gia đình nhé. Đầu tiên là hôm nay là số quà của chú Hoàng ở Quảng Tư gửi cho gia đình là 500.000 đồng để mua gạo và mua đó là phở này các bác. Đầu tiên là Tính mua một bao gạo 270.000 đồng, gạo Diêm Vũ. Thứ hai là 10 gói phở, một gói là 18.000, 10 gói là 180.000 đồng. Thứ ba, một chai dầu ăn là 40.000. Thứ tư, hai gói kẹo là 10.000 đồng. Tổng cộng là hết 500.000. Thì số quà là đang để ở giữa này dọn nhé. Đây, quay mà vào khán giả nè. Đây, có lời gì gửi tới cảm ơn với chú ở Quảng Tư không ạ? Thế à, cảm ơn anh nhé. Cái này không phải là của anh đâu, cái này là của chú á. Anh là người, thật ra là anh nói thế này nè. Anh là người cầu nối cho những người, các cô chú như là như gia đình em hoặc là như gia đình khác để mang những cái xúc quà ý nghĩa của các cô chú quấy miệng tầm quân cho gia đình thôi. Đấy nhá. Thì em nói là gửi lời cảm ơn với chú nhá. Mình nói như kiểu thường tế là mình đã từng nói.
Đây 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 đây, bình tĩnh. Cảm ơn chú nha. Vâng, thế nói thế thôi à. Và là cháu xin trân trọng cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe dồi dào. Đầu tiên là tính cũng xin thay mặt với gia đình gửi lời trân trọng cảm ơn với chú Hoàn ở quận 4 rất nhiều ạ. Hôm nay thì cháu cũng mang những cái món quà rất ý nghĩa gửi cho gia đình, như là gia đình Á Xính và các con ở trong này. Như vợ hai thì giờ là đang ở trong cùng với con trai rồi. Đấy thì số quà thì tính vừa đọc qua cho các bác cùng nhau nghe. Thì gửi lời chúc sức khỏe với chú rất nhiều ạ. Thì bây giờ là tính hỏi qua với cô sẽ có lời gì cảm ơn không? Các bố mô là lô hai cho sinh tờ tù chính giờ. Còn hôm nào là xa tờ. Chí bố chế là dô tay bố chú. Tì ơ dô cỏ bố phân. Tì bê dô ý phư trò. Tì bó dô bố tha. Tà chí bố hãy là lô cho cho nữa. Chú sơ sinh nha. Nghe tụi mấy tuổi là la. Tôi sẽ bê cho lộ tôi nhảy ra tôi sẽ bê cho sinh nha. Chú sinh giờ thì mô chết dù anh gái chú sinh là mô chết bê cho lộ tôi nhảy. Thì bê khốn nộ là chú sinh nha tụi mấy tuổi là khi tôi sẽ bê nha. Các bác thân mến ạ, thì như cô với chú á, vừa có gửi lời trân trọng cảm ơn. Như là cô với chú thì nói bằng tiếng địa phương thôi. Ở trên này thì người Mông thì đa số là những người có tuổi bà như cô chú, hoặc là những người tầm 40 hoặc 50 tuổi trở lên á, đều là không biết nói tiếng phổ thông. Ý là trước là không có đi học các quý vị ạ. Thì được là nói tiếng địa phương thôi. Thì tính cũng dịch cho các bác nghe cùng nhau xem. Cô chú thì cũng có gửi lời trân trọng cảm ơn chú rất nhiều. Cũng cảm ơn chú đã có tấm lòng hảo tâm quan tâm với gia đình, như là gửi số tiền để mua đồ cho gia đình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Thì bây giờ là tính sẽ bắt đầu mang số quà vào trong nhà để gia đình, như là cho các bác cùng nhau xem nhé. Đấy. Phanh đi. Vào trong này giúp cần nào. Đấy. Ồ, trơn quá, đôi dép của Ngọc Tính là đi mấy cái đường này là hôm vừa rồi là Tính đôi dép mà Tính đang đi á hư hỏng hết rồi các bác ạ. Xong rất nhiều khán giả còn nói là Tính ơi mua đôi mới để đi đi. Tính vừa mua đôi mới này các bác ạ. Đấy. Hôm nay là vào đến đây là đấy, ít tuần gặp bố chú này mô. Đấy. Thêm cái bao này. Một tải phở luôn á, 10 gói luôn. Ngâm một chế. Mang đi về nhá. Hôm nay là chú không có đi bái chi nữa rồi, ở nhà thôi. Đấy, vào trong đây thì cũng gặp luôn Tính cảm giác sau khi vào đến đây là Tính rất phấn khởi và gặp được cả gia đình. Đấy. Ở trong này là Tính cho quý vị xem nào. Đấy, ở trong này có tối không nhỉ? Tối mới đúng không? Tính cho các bác xem nhé. Ở đây là hai gói kẹo đưa cho các cháu đấy. Một gói 5.000, hai gói 10.000 nhé quý vị. Đấy. Từ từ đã, và là cháu xin nhá. Nói đó. Cháu xanh, cháu xin là cháu xin. Ồ, biết nói tiếng Mông thôi. Ê, bé này đưa đi mặc quần đi. Cho một nát khóc chì đây. Đây là một chai dầu ăn 40.000 các bác ạ. Đấy, Tính sẽ để chai dầu ăn ở đây. Biết là gia đình không có dầu ăn nữa. Đấy, hôm nay thì số tiền chỉ có đủ mua bằng đấy thôi quý vị ạ. Trong này là... Đấy. Nên giờ các lần là ít tụ lần là nó ok cho phanh cần này cho nên chép bao. Đây là bún phở khô thanh thảo quý vị khán giả. Thật sự là ở trong này là 10 gói tính đến cho các bác xem nhé, để biết rõ, bởi vì là để cho gia đình biết. Một gói đây, hai gói, ba gói, bốn gói, năm gói, 6 gói, 7 gói, 8 gói, 9 gói, 10 gói các bác, tất cả là 10 gói nhé. Đấy, thì bây giờ là Tính sẽ để trở lại đây tiếp, để tí gia đình có thể là được ăn đấy. Đây là phở rất là ngon luôn cô chú ạ. Giờ này là cỏ, này là cỏ bó phanh nhá. Bây giờ bọn tao hai cỏ bó phanh mà ít bùa gì cháu xía. Rất nhiều phở luôn.
con đi nay nó hơn thế ta. Cả vườn không á? Cả vườn nó ít hay phô hả? Ôi dồi ôi. Tính hỏi qua cô là cái bao tải phở này ăn mấy ngày mới hết. Cô vừa có chia sẻ là gia đình đông quá, chắc là 10 ngày là hết. Mỗi ngày một gói các bác ạ. Đấy. Bây giờ là tính ấy sóc của to mà. Đấy, tê rô rông ạ. Nhất là chú tê phát cho lý nhá. Ừ, đây để mình bóc. Mình vừa nghe thấy các cháu tranh nhau. Để tính chia cho. Ừ, đây để chú bóc để chia nó mới đúng. Đây là tụi nó tí là tụi nó tranh nhau khóc. Xem nào bấm nhiêu đứa con nhỉ. À, một chả tùn ý. Lao tù. Mỗi người bốn viên đi. À. Hai xó xinh mà. Đấy. Đây. Bây giờ được đừng khóc nhá. Lúc đấy thì nghe là khóc quá. Đây đây. Ừ, con nhỏ quá là con 5 viên đi. Ừ. Đấy. À. Xong là con kia là tí chia lại cho các em nhé. Xem nào ở trong này là còn tầm mấy viên nữa. Đấy cho lại đi. Đây. Có người thêm 3 viên nữa. Ờ, đây. Ừ. Đấy, để vào trong này nào con. Để vào trong này nhá. Ờ, để trong này đi. Đây. Để trong này để cầm cái túi đây. Đấy, để bây giờ chú để cho này. Đấy. Đấy, để luôn. Đúng rồi, đây cầm luôn. Đấy, cầm luôn cả cái túi. Đây đây, cầm luôn. À. À, đây là con rể của gia đình, đúng không? Chào anh nhé. Chào anh nhé. Ừ. Ôi, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Thế là vừa mới lên đúng không? Đúng rồi. À, thế là mình lên được mấy ngày rồi? Từ hôm qua đấy. Hôm qua là lên à? Dạ. À. Ủa, sao lại khóc vậy? Sai. À. Sao? Sao đây con? Nè. Thế là đưa con ra tính. Đây tính vừa vào trong này thì cũng gặp được con rể của A Xính nữa. Thì chắc cũng gọi bằng em hoặc là anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em là sinh năm 2000 ạ. 2000 đúng không? Dạ. Ừ. Em mình trân trọng giới thiệu, mình tên là Tính, sinh năm 198 nhé. Dạ. Ừ. Thế là vừa lấy vợ được mấy năm rồi? 2 năm ạ. 2 năm rồi đúng không? Đúng rồi. Hiện tại có mấy đứa cháu? Hai đứa. Hai đứa nhỉ? Dạ. Thế hiện tại gia đình mình là ở chỗ xã Câu Vai à? Đúng rồi. Thì là lên ở bên bố mẹ xong mà lên giúp đỡ để thu ngô. Thế cảm ơn nhiều nhé. Vâng, cảm ơn nhiều. Vâng. Các bác thân mến, Tính đã thấy một điều ở đây là các con đeo rất nhiều như cái vòng cúng bái. Tính sẽ cho quý vị khán giả xem. Như con ở đây cũng đeo. Ui dồi, xem nào. Con ở đây đeo mấy cái. Một cái vòng. Ai da, ai da. Thế là đây là bị thế nào à em? Cái vòng này vòng gì? Cái vòng cây ở trên rừng à? Hay là lấy tế thế nào về? Cây này để trồng đó. Trồng đó đúng không? Đã. Xong là tại sao mình lại đeo? Dễ chê. Dễ chê à? À, dễ chút. À, chút hay là chê nhỉ đúng không? Thế mình đeo cái này là để cho con... Ôi từ từ con. Để cho nó không khóc hay là thế nào? Để cho nó không khóc và nó khỏe và ăn cơm. À, hay đeo cái này là mình vẫn ăn được cơm? Đúng ạ. Thật không á? Thầm ơn, để cho nó ăn cơm và không bị ố. À thế á? Đúng ạ. Thế là chắc Tính phải đeo một cái để cho Tính đỡ phải phải ăn nhiều cơm một tí vào. Đúng ạ. Ôi cảm ơn nhá. Tính đang thấy đứa bé ở bên ngoài hình như đeo rất nhiều các bác. Tính sẽ vào xem nào. Đang rất tò mò. Hôm nay Tính lên đây là thấy các cháu đeo nhiều quá. Hai bé gái ở bên kia này. Dạ là có đi thu ngô nữa không? Hả? Đấy, dạ quay mặt vào đây nào. Đấy. Úi dồi ôi. Dẫn cho anh là tí anh đưa về đấy. Đấy, quay mặt vào đây nào. Quay mặt vào khán giả đây này. Đấy, xin chào bạn này. Cháu xin chào các bác. Xin chào nhá. Và cháu xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào các bác anh chị. Vâng, cháu rất xinh gái. Ai à, quay đấy không sao đâu. Cháu rất xinh gái. Nói đi không sao đâu mà. Nói đi. Cháu rất xinh gái. Ngại à? Ngại đúng không? Thôi không ngại đi. Cháu có người yêu chưa? Em có người yêu chưa?
chưa. Chưa, nhưng mà em có một đứa con rồi, các bác ơi. Thế hiện tại là mình, anh nhớ không nhầm là hôm vừa rồi anh lên chợ phiên là anh cũng gặp em đi chợ nhỉ, đúng không? Đúng. Ừ. Ồ, hồi nãy thấy em với anh, thấp một tí, cao như vợ Ngọc Tính các bác. Đấy, anh Tính thì thấp một tí. Thế là hiện tại mình thu ngôi nhà, thu ngôi xong chưa? Xong. Xong rồi à? À, thế là hôm nay là có cả chị và lên đây giúp đỡ nữa nhỉ? Thế mình là có đi làm nữa không? Có. Có à? Định đi làm tận đâu? Hả? Định đi làm tận đâu? Tỉnh nhá. Bảo là em hiện tại đang muốn đi làm thuê ở đâu? Đi. Ở đâu? Ôi giời, cứ cửa tê tét thế này là, ôi giời ơi, thế này là gặp được bạn trai là quá được luôn rồi. Anh hỏi thật nhá, em hiện tại là em đang ở cùng với bố mẹ thế này, về cái cuộc sống hiện tại của em á, thì em có nghĩ đến để mình đi làm hay là mình đi vào sang với cuộc sống mới? Bố, anh hỏi rõ hơn, mình muốn đi lấy chồng hay muốn đi làm thuê? Thế nào? Đi làm thuê. Đi làm thuê đúng không? Anh xin phép cái mic nhé. Đi làm thuê đúng không? Ừ. Thế là cho anh đi làm cùng đấy nhé. Được không? Không. Sao? Em sợ làm anh... Anh thế nào? Vợ của anh chửi. Vợ anh chửi á? Vợ anh hiền lắm. Vợ anh giới tính lắm. Vợ anh bảo là chồng ơi cứ thích lấy mấy vợ vẫn được, tùy theo chồng thôi. Vợ anh hiền thật mà, vợ anh nó rất là nhẹ nhàng luôn. Nó không chửi không mắng, nhưng nó chỉ đánh thôi. Sợ đánh. Anh trêu vợ em thôi. Đấy, thật sự là để vừa tính đa vừa nói á, thì cái cuộc sống của em thì hiện tại thì rất nhiều các bác cũng đã hỏi qua với mình á, thì cũng muốn biết là em hiện tại đang mong muốn để đi làm hay là mình nghĩ cái cuộc sống của mình như thế nào. Có muốn đi làm không? Có đúng không? À. Đấy thì các bác thương mến ạ, hôm nay Tính vào đến đây thì như cái lời đầu tiên là Tính cũng trao quà cho gia đình. Thứ hai là cũng gọi là rất có duyên vào đây thì vẫn đang có mặt ở trong nhà. Có thể quý vị khán giả đang theo dõi những cái thước phim cách đây á, thì dợ thì Tính đã từng chia sẻ về cái cuộc sống của em đấy rồi. chồng thì đã bỏ đấy, xong là dợ thì đã đi vào bên Trung Quốc đưa người xấu để đưa đi. Sau khi đó thì đã sinh được một đứa con, chính là đứa con trai ở bên kia các bác. Ấy thì hiện tại là cái cuộc sống của em đây thì cũng một trong những gia đình rất là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rất nhiều em như là thanh niên đang bảo Tính là Tính ơi Tính đi Tính phải họ số điện thoại của em đây. Nhưng mà cái đây là cái việc của cá nhân của em, thì cái việc này thì Tính vẫn gọi là không thể làm được. Các bác thông, các em như là các anh thông cảm. Đấy, bóc kẹo đi. Thông cảm cho Tính nữa. Hôm vừa rồi thì rất nhiều những anh em á, như là bạn, như là điện cho Tính là Tính hôn nào đi vào trên đấy phải nhớ xin số điện thoại để cho mọi người được liên hệ với vợ. Nhưng mà cái phiền này thì Tính nói thật là đấy là cá nhân của vợ, thì nếu mà mấy em hoặc là mấy anh á muốn để gặp thì có thể lên đây thôi, còn cái việc để Tính vào trong đây để lấy số thì cái đấy thì nó lại không được, bởi vì là mình không muốn làm việc đấy cả. Đấy, sau này nó có gì nó rất là khó. Bởi vì cái gì thì Tính cũng nói được cho rõ để cho các bác hiểu. Đấy, Tính bảo thế này, thế bây giờ là điện thoại của vợ là sửa được về rồi hay là chưa? Chưa. Đấy, vợ bây giờ không có điện thoại nhá, Tính nói luôn để cho các bác như là anh em có biết. Thế là điện thoại chưa sửa được về á? Thế là mình cũng gọi là đang một mình một thân thế này à? Thế là hỏi qua một tí là hôm qua có đi chợ không? Đi, có. Chợ nào không đi? Thật không? Anh thấy chợ nào em cũng đi, nhưng mà hôm qua Tính lại ván chợ rồi. Tính không đi chợ nhưng mà vẫn có người đi chợ. Rồi, thế là hiện tại nhà mình đang bài đi thu ngô ở đâu? Nhà mình, em hiện tại ấy, mình đang chuẩn bị đi thu ngô tận đâu? Anh hỏi thế này, em hiện tại đang đi thu ngô có xa không? Không. Không à? Gần thôi đúng không? Cho tí anh đi cùng nhé. Được không? Không. Ủa? Sao?
anh đi cùng cả gia đình luôn mà, không phải là em một mình mà. Là thế nào? Yeah. Ừ. Là em có cho đi không? Có. Ừ. Em có sợ là thứ nhất là các bác như Tính vừa nói ấy, bởi vì tất cả mọi thứ Tính đều nó đó là sự thật. Đấy, như Tính vừa có chia sẻ vừa rồi là em dợ đây thì cũng là một cuộc sống như vậy. Tính thì nói chung là các bác cũng đã từng theo dõi những cái thuyết phim rồi, mình cũng có gọi là có gia đình riêng. Rất nhiều cô chú anh chị còn nói là Tính lúc nào gặp bé gái là cứ mê gái, cứ thích gái, nhưng mà cái điều đấy là trước chưa lấy thì đương nhiên, nhưng mà bây giờ thì Tính lại không rồi quý vị ạ. Bởi vì là như hiện tại em dợ đây, Tính cũng gọi là giao tiếp với nhau thôi. Có cái việc đấy thì các bác yên tâm. Đấy, Tính cũng thương vợ lắm. Đấy. Thế là mình trưa này ăn gì không? Có gì ăn không? Không có. Không có gì ăn không? Thế là không có cái gì ăn là thế nào đây? Là mình ăn cái ngô vượt vừa đi thu về. Thế cái ngô đấy là phải mâm phơi khô xong là mới lấy về để xoay xong là mới lập mềm mén nhỉ? Tội nghiệp quá quý vị khán giả. Đấy thì hiện tại là em dợ là giặt quần áo mà. Thế giặt đi, em giặt đi nhá. Cứ giặt đi. Giặt khỏe vào nhá. sao bé trai đây tay lại bị treo như thế? Ngã à? Không phải đứng rồi đâu. Đang kéo dây. Đúng rồi, đứa lúc đấy đang kéo dây. Xong là Tính bảo là về nhà, xong là Tính hỏi qua một tí. Đấy, bé này đang đeo một cái vòng nữa. Lúc đấy Tính thấy có một đứa em nào là đeo vòng nhiều nhất. Tính vào xem. Đứa em nào là đeo vòng. Mẹ lần đi. Lần đi phải không? Anh do kẹo kìa. Lần đi hả? Đây các bác đang thấy này, các bác vào gần xem nhé. Ở trong bé này này, đeo rất nhiều cái vòng. Cả cái dây này là Tính nói với quý vị ở trong này là cái dây mà đi cúng bái xong là họ đeo vào ấy, theo vào cái phong tục của người Mông. Nhưng mà thật sự là Tính thì mấy năm nay Tính không đeo rồi, bởi vì là Tính cũng ít khi tin tưởng với cái này lắm các bác ạ. Thật sự là mấy cái này thì chỉ gọi là các cô chú và tin tưởng vào thầy cúng á, xong đó thì mới đeo mấy cái dây này, mấy cái vòng đây này. Đây là cái vòng hình như là bằng cái này hình như tính đoán là bằng inox gì đấy. cho nó đánh trìa mẹ. Mua cọp về nhà bây giờ. Mua mót đi cho bây giờ. Dùng sợ quá. Trong này Tính đoán là tất cả các em mỗi người một cái vòng. Cái vòng này theo Tính vừa nghe mọi người nói ở đây bảo là ở đây chính là bị uốn xong là một đeo ấy. Thì nói chung là gia đình đây thì cũng gọi là đang hình như là đang mê tí dị đoan gì đấy. Theo Tính đoán là như vậy. Đang đeo những cái vòng đấy các bác. Và cả cái dây đỏ này. Cái này là đeo mấy năm xong là mới bỏ đây. Đấy. Đấy Tính hỏi chẳng. Không có ai biết. Mười mấy năm cũng được á. Thế là mình đeo khoảng tầm lúc mà mình khỏi mới bỏ hay là đến cái tuổi của mình mấy tuổi mới bỏ? Không khỏi là không bỏ. Đứa này kìa. Không khỏi là không bỏ. Đấy cả em này nữa này. Đấy một cái vòng đây nữa. Trời ơi. Có ấy cho lúc nào vừa đang sử. Mua mót thì cho giờ. Để cho tài dù xì mò bây giờ. Nếu tí lao chơi lúc ở thiếp của cả. Cả bé này không đeo một cái vòng này. Tất cả các em ở đây đều là đeo các bác. Có một số em thì mới không đeo thôi. Tính thấy có một điều duy nhất là bọn người ở đây thì chắc có một cái điều là họ đang đa tim với thầy cúng á. Sau khi đó thì họ mới đeo những cái vòng như là những cái dây để trên cổ. Trước thì Tính thì cũng là người Mông á. Về cái phong tục đấy thì Tính cũng gọi là cũng biết sơ qua. Thường là họ lúc vào cúng bái thì thầy cũng bảo là cháu hoặc là anh hoặc là em thì phải đeo cái vòng hoặc là cái dây này để cho mình không bị đau, không bị ốm hoặc là không bị sốt. Nhưng mà theo Tính đoán bây giờ thì nó không phân biệt về cái đấy. Bây giờ mình đau ốm sốt thì ra vào viện ngay là khỏi luôn thôi. Có to thì vào viện thật sự luôn á. Đeo cái này Tính thật sự là thấy nó mất tiền quá. Đấy. Thì ở đây là tùy theo cái gia đình thôi. Mình cũng chia sẻ nói qua nhưng mà các cô chú bảo là lúc nào khỏi đấy các cô chú mới tháo. Đeo cái đấy nó rất là dễ bẩn. Và thứ nhất là nó bẩn thì nó lại gây đến sức khỏe của mình nữa quý vị. Đấy.
Dợ này đang giặt quần áo. Ở trong đấy là cái váy chán à dợ? Váy chán đúng không? Hôm qua vừa mặc đi chợ à? Em đi ở chợ là em mặc thường là bộ quần áo nào? Hãy từ từ đây. Mặc quần áo nào đi chợ đấy? Đúng. Em đi chợ thường là em mặc bộ quần áo nào? Thì mặc cái váy này á? Ôi ồ, mà cái váy này là không được rồi. Sao? Nhìn trời ơi, nhìn bóp quá. Váy này mình mua bao nhiêu tiền về rồi? Mua Bao nhiêu? 300. 300. Em đứng ở đây giặt thế nào? Để anh đứng vào đấy nào. Là mình mua 300.000. À, cái đấy là mua ở Việt Nam hay là mua ở China? Việt Nam. Việt Nam đúng không? Trước đi Trung Quốc là có mua được bộ quần áo ở Trung Quốc? Không. Không à? Thế bây giờ là có muốn đi Trung Quốc nữa không? Không. Không à? Anh cứ tưởng đi là dẫn anh đi xem ở Trung Quốc một tí. Cho các bác đi xem ở Trung Quốc. Tính thực ra thì cũng có đi qua ở trên đấy rồi. Chủ yếu là đi làm thôi quý vị. Đấy, sau đó thì tính cũng để được, hình như là được 6 đến 7 năm rồi. 6 năm rồi quý vị, không có đi trên đấy rồi. Đấy. Thế là giặt xong là mới đi thu ngô à? Ừ. Ô, nhìn em xinh gái quá, anh không muốn về đây. anh là phải làm sao bây giờ đây? Hả? Anh bảo xong đấy đây. Anh bảo đấy, anh tự bản thân bảo luôn. Anh bảo đấy. Ừ. Thế là anh xin phép đẹp nhé. Thế là anh không về nhé. Hôm nay anh ở nhà em luôn nhé. Được. Anh là con rể nhà luôn nhé. Được lắm. Bố có cho không? Cho. Cho luôn này. Anh về anh đã sợ vợ nói thì anh ở đây để là con rể ở đây luôn. Đồng ý không? Ừ. Ồ, thế là tối nay tính là được một vợ rồi. Thế là tối nay anh quyết định là ở cùng với gia đình để mình là con rể ở trong này luôn. Nhưng mà là con rể có vất vả không em? Ừ. Có vất vả không? Có làm việc không? Không. Không ạ? À? Thật không á? À? Anh làm, anh ở đây con rể thì anh chỉ có là ngủ thôi, với ăn thôi. Không sao đâu. Không sao đúng không? Dễ thương quá các bác ạ. Nói chung là em đây thì trước cũng không đi học nhỉ? Sau khi đó thì cũng gọi là đi làm ở trên... trước em làm ở Bắc Ninh nhỉ đúng không? Xong là mới gọi là biết tiếng phổ thông vài cao. Nhưng mà thường ở trên này thì biết thế là cũng gọi là trung bình lắm rồi các bác ạ. Ở trên này rất nhiều các em không có đi học. Như là gia đình hiện tại nhà vợ có một đứa chị mới đi học thôi. Còn lại ai cũng ở trong nhà hết quý vị ạ. Đấy. Váy trắng này là anh thấy đẹp lắm em ạ. Tí cho anh mặc nhá. Được không? Không. Cái gì cứ không đâu. Anh chưa vậy thôi. Đấy. Anh thấy trước là anh thấy em chợ là em thường mặc cái này anh thấy rồi. Đấy. Anh thấy mà em mặc cái này xong là như kiểu là cái gì nhỉ? Mình hơi khó mô tả các bác. Mà một cái áo bó ở trên nữa. Nhìn trời ơi, cao ư là cao. Em thường mét mấy à? Dạ. Mét mấy? Không biết. Không biết à? Thật không biết không? Có biết thật không? Hả? Không. Không biết à? Anh cho anh đoán sơ sơ nhá. Em mét 6. Đấy. Em chắc... mét 6 à? Em mét 6 chắc cũng đến mét 6 ấy. Mét 6 gì đấy. Tính đoán là như vậy. Hoặc là mét 6, 6 mưa. Đấy. Theo tính đoán là không biết có đúng hay không nhưng mà theo với tính dự điện và nhìn vào. Đấy. Ôi, giặt quần áo thế này cho anh giặt cùng nhá. Trời ơi không. Thôi bây giờ là tính bắt đầu vào bên trong. Anh cảm ơn nhiều nhé. Cho anh xin phép kể. Đây nhìn đã giặt quần áo thế nhìn dễ thương quá. Các bác thương mến ạ, tính sau cái thời gian mà tính vào đến đây á, thì như cái lời mà tính đã từng chia sẻ thì gia đình ở đây thì rất là hoàn cảnh luôn. Cái đầu tiên là tính thấy ở trong cái căn nhà hiện tại bố mẹ vợ đang ở đây là một trong những cái ngôi nhà mà hoàn cảnh nhất bản ở đây. Và có thể là trong nhà là không có cái gì để ăn đâu các bác. Thì bây giờ là xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo Trâm với Ngọc Tính tiếp tục vào trong nhà để xem qua gia đình đã ăn gì vào trong những ngày hôm nay. Đấy. Không biết là đã ăn gì, bây giờ Tính phải vào trong là mới đoán được quý vị. Đấy. Theo với Tính biết là ở đây á thì chắc chắn là họ cũng ăn gạo, bởi vì vừa rồi là Tính có mua được một bao gạo. Hiện tại là đang hết gần một nửa rồi quý vị ạ. Đang còn lại một nửa đây. Tính xem ở trong này.
Đấy, lúc nào thì cũng một nồi cơm như các bác đang thấy ở đây này. Đây là nồi cơm gạo trước tính có mua về. Bây giờ gia đình em cũng đang còn một tí nữa quý vị ạ. Đấy. Và đây. Mềm mén. Cho nên là bất cứ chia à nhỉ? À, đây là cái ngôi mới mà hiện tại đang thu vé. Xong là mới làm khô, xong là mới tiến hành để làm mềm mén quý vị. Đấy, trên này xem qua một tí sơn. Thế này là làm sao thế này đây? Nhìn cái nào cũng bẩn bẩn thế này không được rồi. Không biết gia đình ăn thế nào nhưng mà tin thấy là bẩn quá cả cái. Ôi chả lúc kể như mốt chuột đâu sỏ lúc bình to này à? Rồi ôi, cái này là không được ấy, cái này phải bỏ ra bởi vì cái nồi ở trên cái chung này, cái này cái chung nhỏ để gia đình để cái mỡ vào quý vị. Đấy, xong là đang lấy một cái nắp để úp vào. Có lẽ là Tính sẽ xin phép như là xin chia sẻ cái thuyết phim của nội dung Ngọc Tính đến đây. Tính cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn toàn thể khán giả trên kênh Ngọc Tính đang theo dõi rất nhiều ạ. Thì bây giờ là Tính cũng xin phép để chia sẻ thêm một số nội dung ở bên ngoài cho các bác cùng nhau xem sau cái video tiếp theo. Thì bây giờ là Tính xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.